Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một con máy cày hiệu Yanma F220 dầm cao nha. Con này dầm cao. Đây, em coi cái dàn dầm của nó nè. Dầm rất là cao luôn. Cũng cao. Đây là chân của nó nè. Con này thì chuyên nước. Chuyên ruộng nước rồi đó. Vỏ trước thì nó đi cái vỏ là 614 rồi nè. 614 và vỏ sau là 9522 ha. Nó nguyên cơm lê luôn, nguyên sới đầy đủ hết. Đây dàn đùi và chân của em đó đây. Sới thì nó đang đi sới 1m4 nha. Sới 1m4. Chân dàn gầm đây nè. Một cái chi tiết này nè. 7 màu. Hết xài á anh em. Sơn rất là đẹp. Rồi, máy móc đây. Con này thì nó đang đi cái máy Yanma 3T82 ha, mét kim. Mét kim. Yanma 3T82 mét kim. Lịch đó hả? Đẹp đấy. Không biết nữa, để hơi cho em vô coi. Dạ dạ. Đẹp. Dạ đẹp dạ. 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 Dạ dạ, để cho anh hai đem vô coi. Dạ. Đây là ba máy. Đó. Cái này nó xài có bơm nữa nè, bơm hút lên. Đó. Lực dầu, lực nhớt đây. Khi giao cho anh em thì toàn bộ lực dầu, lực nhớt này là em thay mới ha. Lực dầu, lực nhớt, bình, boe. Đó là mấy cái đó là em thay mới hết. Đây nó xài hai bơm nè. Một bơm lái nha. Bơm trước là bơm lái nè, bơm ben nè. Đây. Những cái lược này là bên em thay hết á, đi giao cho anh em. Cái chi tiết nhỏ này là thế. Còn rất là đẹp. Nó chạy như vậy là 1239 giờ nha. Này chạy giờ hơi nhiều. Đây số hệ thống số đây. 1 2 3 ve. Đây là số cơ. Đây là ba tầng nhanh chậm nè. Đây là khóa ben nè. Ba tầng số sới nè, đầu cơ nè. Vi sai nè. Con này nó có hệ thống hỗ trợ lái nữa nha. Kim này là anh em biết rồi. Đẩy lú nữa nè đó, có cái ép lú, ép cho cái này nó sâu xuống nữa nè.
thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại để tôi thông báo video hơn. Gồm nhớt, lột, lọc, đó, toàn bộ làm thay mới hết, bình mới, que mới. Đó, như những cái phần này nó bể thì em bên em làm lại ha, đèn nè, hai cặp đèn mới. Đó. Về thì nó vô công thì nó không có tránh khỏi cái sự va đập rồi ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Bên em thấy hay thì cho em xin một like, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh em để xem những video tiếp theo ha. Rồi thôi, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.